chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Anh đâu ấy? À, mày dám lợn đi đâu ấy? Anh đi dở hả? Đây là con chó. Thế mày đi dở à? Tao đang hỏi con chó, tao hỏi gì mày? Mày dám lợn đi đâu ấy chó? Chó, bạn mày gọi là không không được, nhưng mà đi ở... bạn đi chơi cùng không ăn nữa à? Ăn đi. Đùa, tôi đi về ăn cút đi. Tôi gọi bạn về cùng à? Không thì tôi đi về. 我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。
Chơi một trò chơi. À bây giờ tao úp cái này xuống đây, xong rồi xoay mày chọn được cái nào tao đúng cho. Đúng cho. À. Đoán em chuẩn. Đoán tay chuẩn. Nhưng mà tay lộ từ từ. Ướt nó lộ lâu đã. Ướt lộ tiền. Ôi. Được. Quần bẩn. Ướt lộ tiền. Cứ bình tĩnh. Từ. Ở đây. Tên. À. Anh lừa. Úi giời. Chọn mồ to chả chọn. Thôi. Thế 20 cũng được. Thế chỉ có 20. Thế là được kìa. Mẹ không được. Mẹ mình bảo là nhận được của rơi về trả lại người đánh mất. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Cháu không lấy đâu. Cho cháu mà, cho viện kia mà. Rồi, có 20.000. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Giờ à. Này. Cho cháu à, cầm lấy ngay gì nhỉ. Cầm lấy cháu xin mua chủ bạn một kiếm. Thôi, cháu không lấy đâu. Này, ra. Cho cháu này. Cho cháu à. Cho tao đưa đây. Ừ, đây. Ừ. Xin nhé. À, dạ đây. Này. Mục ca. Di dè em đi xuống kia em để em quét. Em xúc vào đây. Im là gì? Dè xuống kia em để em quét. Không anh đi em quét. Cái gì? Dè xuống để nó hốt đi này vào. Hôm nay mình sẽ thể hiện gọi là sức mạnh đàn ông. Nói này chắc này gọi là sẽ chơi nhất dương chỉ nhá, đây là nhất dương chỉ của phái không động. Không động có cả lung tung quyền, nhưng mà hôm nay mình sẽ thể hiện món nhất dương chỉ. Tao tiền à? Không. Tao
gì? Anh tin em cho cái nơi vào trong chai này được không? Tao cho được đấy. Không, không phải cho vào nắp này đâu. Cho vào nắp, cho vào nắp lít nữa. Biến vào trong chai luôn. Cái gì? Dạ. Cái gì? Ừ? Cái gì? Cái gì? Cái gì nha. Hả? Em làm xem. Cái gì? Nếu mà em làm được sao? Ôi, ra mới thích cái gì? Cứ làm cái này, rút lỗ đít này. Cái gì? Như thế nào? Hả? Mày cho vào trong chai được á? Cứ được vào trong chai luôn. Mày cho vào trong chai mình, rút luôn vào lỗ đít. Ok, ta sư à, ta yểm ra thêm tí bùa nữa. Đấy, bao giờ đấy? Bao giờ? Anh ngó vào trong này cho có. Thank you.
đi ra đây. Nhìn vào phao à? Ai xa? Nhảy em nhỉ, em nhỉ? Em lắm, đây, nhảy đây. Em nhảy vắt. Nhảy đây. Nhảy cái chỗ nào đây? Tâm này đến không? Không, vẫn em tí. Đấy gì? Rồi, 1, 2, 3. Sao rút phao của em? Anh ơi, đi tăng tăng đi. Đổ đi. Nấu thì nấu nhạt.
Lượng tay ăn tặng. Thôi thầy, thầy chơi đi để con đi nấu bánh. Dừng hết gói một cây. Lỡ ơi, chị gây chú ấy. Thôi tao đi nấu. What the hell? Bảy con á? Ừ. Đổi luôn. Anh chọi thì thế luôn mà. Ờ, đổi luôn. Nào. Lấy gà ra đây. Đấy. Gà chọi đây. Hả? Vì sao anh ôm nó trả thành bảy con à? Siêu gà chọi đây này. Mày biết đổi. Mày bị điên rồi. Tao có mày có thấy thằng nào bị điên rồi đi đổi trứng lấy gà không? Mày có 100 quả may ra tao còn đổi ra thêm mấy quả. Nhưng mà trứng gà chọi mà. Gà chọi kệ mấy. Đổi cho em. Thôi. Thôi. Mày có thấy thằng ngu là đi đổi 10.000 mấy 1.000 không? Nhưng mà gà của anh chết rồi đây à. Ông ra 7 con gà con. Sao 7 con gà con hơn 1 năm lên rồi. Rồi ông lượn cho nước vào trong. Ôi, này, mày tính thế thì mày lượn nước vào trong. Mày tính thế thì lấy đâu ra? Mày nuôi một con gà ra mày để hai con gà. Xong mày lại đấy gà ăn không khí cả. Lượn. Nha. Nhưng mà đổi với em nha. Đổi cho người ta 7 con gà lên một con gà chắc đủ. Cái bọn cái gì? Quả này á, ông cho ăn đá hết. Xoà.
không được cái gì được. Đổi không đổi là cho ăn trứng tất, ai cho ăn đá tất. Có một ngày người em yêu vội vàng, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau What the hell? Chim à? Chim à? Chim này về. Chém nào. Chim. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.